Dung. Ngon hả? Ngon dữ nè. Đi, trả lời đi. Mấy chừng lớn cái banh xuống hồ nha. Ủa mới vớt điện thoại cái đây, mấy chục hình khác hả? Hả? Ừ. Máy này không gài lâu rồi. Lâu hả? Ừ. Mua ở mấy bữa đi hội chợ Cà Nông. Khang. Quay bài coi. Đừng quay mày Dung nha. Dính rồi mày Dung ơi. Nhưng mà đã dính rồi. Quay đi còn tập trung chuyên môn quay ba chứ. Phải không? Quay xe cho nó có nghệ thuật cho đẹp chứ. Thấy nguyên người rồi. Phải không? Dạ rõ. Ừ. Thở rồi nè mẹ. Cùng mẹ. Thở rồi nè mẹ. Giờ hôm hôm cha dạy gieo làm được rồi đó phải không? Lấy đồ cùng cô mẹ. Thì con lấy cái miếng đó dính xuống đi con thích ăn cái đây nhiều dính đây nhiều nè cá lâu luôn có ăn được. Thi miếng nằm lên miếng này. Hả? Dạ. Hả? Cái gì? Nó làm nó chạy ra rồi.